Kính chào quý vị và các bạn. Như ngay trên tiêu đề video clip TV mà không có cổng cáp quang, tức là hiện nay thì vẫn có một số bác là vẫn sử dụng những chiếc TV đời cũ thì chỉ có đường xuất âm thanh 3.5. Nó cổng 3.5 này. Liệu có cái giải pháp gì để cho âm thanh nó được hay hơn? Ngoài việc các bác và anh em mà nâng cấp những cái dây kết nối, ví dụ như là thông thường như này. Anh em sẽ kết nối từ TV xuống âm đi qua dây 3.5 ra hai hoa sen như này. Nâng cấp những cái dây bình thường bằng cái dây đạt tiêu chuẩn một chút để âm thanh nó được hay hơn, chống sôi sạn. Đấy là một cái giải pháp. Thì cũng có một số khách hàng của em thì lại đặt mua những chiếc đầu giải mã của em. Có bác gọi em rằng là TV của bác không có cổng cáp quang, thế nhưng mà nó có cổng 3.5. Anh thấy con giải mã của chú có cổng 3.5 input này này, anh em nhé. AUX input có kết nối được không? Tất nhiên rằng là có cổng 3.5 input thì là kết nối được. Thì các bác và anh em có thể là cắm cái dây một đầu 3.5 cắm vào TV, một đầu 3.5 input này này, cắm vào con giải mã. Đấy. Cách này cũng được, thế nhưng TV không cổng cáp quang mà các bạn anh em đầu tư một con đầu giải mã mà chỉ chơi cổng AUX input này thôi thì nó hơi lãng phí, vì bản chất những con đầu giải mã nó phải tiếp nhận đường tín hiệu kỹ thuật số như là đồng đường cáp quang, coaxial, đấy là những đường tín hiệu kỹ thuật số để nó giải mã ra. Còn tín hiệu mà 3.5 này nó là dạng tín hiệu analog rồi, không có gì để giải mã nữa. Thực tế những con đầu giải mã mà nó cho phép nhận đường 3.5 vào ấy thì nó chỉ qua cái bộ EQI lắn chỉnh âm thanh để cho được hay hơn một chút thôi. Cái đấy thì cũng chưa phải là cái giải pháp tối ưu. Còn hôm nay thì em muốn đem đến cho các bạn nghe một cái sản phẩm cực kỳ hữu ích để cho anh em kết nối với cả TV không sử dụng cổng cáp quang, đó là chiếc Pre này. Anh em cùng người theo dõi đây. Cái tên Pre là viết tắt của từ Pre Amplifier, tức là bộ tiền khuếch đại có sử dụng bóng đèn điện tử này làm linh kiện khuếch đại chính, nên người ta gọi là Pre đèn. Quý vị chỉ cần chú ý cho em là nó sẽ có đường vào là AV, AV input và đường ra AV output, ngoài ra có thêm Bluetooth. Vai trò của nó là cái bộ tiền khuếch đại, tức là nó sẽ tiếp nhận các nguồn tín hiệu vào, ví dụ như là từ đầu CD vào này, đầu giải mã đi vào này qua đường AV đấy, hoặc là trực tiếp từ TV đi vào, hoặc là anh em cắm từ điện thoại đi vào. Anh em lấy cái dây này, anh em cắm vào đường đấy, một đầu 3.5 này anh em cắm thẳng vào TV hoặc là cắm vào điện thoại, cắm vào máy tính, nó sẽ tiếp nhận các nguồn tín hiệu vào. Thì nó sẽ đảm nhận một cái vai trò, đó là nó khuếch đại tín hiệu lên một cái mức đủ lớn trước khi xuống âm ly công suất. Vai trò thứ hai nó là tăng giảm âm lượng. Và tiếp theo một cái vai trò nữa vô cùng quan trọng, đó là định hình cái âm sắc. Nó sử dụng bóng đèn điện tử làm linh kiện khuếch đại, nên là cái chất âm nó đem đến là ấm áp, ngọt ngào, và nó mang cái đặc trưng của dòng âm ly đèn nhé. Qua đèn tín hiệu của nó vô cùng là hay và ngọt ngào. Và ngoài ra có thể tăng giảm bass, tăng giảm chép. Đấy. Em thấy nhá. Và đặc biệt một cái vai trò nữa là phối hợp trở kháng giữa nguồn tín hiệu vào và âm ly để cho tín hiệu của nó được hay hơn. Dẫn các anh em cách kết nối luôn nhá. Nó sẽ có một cái dây nguồn đi kèm cắm thẳng vào ổ cắm điện của chúng ta, điện 100V, điện 220V cũng được. DC 12V này. Đó, cắm nguồn vào. Có Bluetooth nhá. Có thể là bắt Bluetooth ở TV xuống hoặc là điện thoại vào, rất là tiện. Bây giờ thì em sẽ sử dụng một cái đường AV vào. Đường AV này anh em có thể lấy ở tất cả các nguồn, như là đầu giải mã, đầu CD vào, hoặc là cắm trực tiếp tín hiệu từ điện thoại vào cũng được, như là dây này. Còn ở đây thì em sẽ lấy một cái tín hiệu từ đầu giải mã đi vào đi. Input nó đi vào, đấy, tín hiệu sẽ vào đường AV input. Và sau đó đường AV output anh em kết nối xuống âm ly. Đường này anh em kết nối xuống phần input của âm ly. Sau khi chúng ta kết nối tín hiệu vào rồi, anh em bật nguồn lên. Pre đèn hoặc là âm ly đèn, đặc biệt dùng cái bóng đèn điện tử này, thì khi khởi động lên nó mất khoảng tầm hơn chục giây, hoặc thậm chí có con lên tới 1 phút cơ, để có bóng đèn nó đủ nóng, đủ nhiệt độ và đủ điện áp thì nó mới hoạt động, chứ không phải bật phát ra tiếng luôn. Volume chỉnh đo nhỏ này, đây, chỉnh bass chép ở đây các bác và anh em nhé. Tức là khi qua một cái bộ pre đèn, gọi là bộ tiền khuếch đại, thì nó sẽ giúp tín hiệu của anh em được hay hơn. Không chỉ là hỗ trợ những chiếc TV không có cổng cáp quang, còn sẽ kết hợp với những chiếc đầu giải mã, kết hợp với những chiếc đầu CD, đầu băng cối, đem đến một cái chất lượng âm thanh vô cùng là tốt, mượt mà các anh em nhé. Đấy. Bass chép này, bass này, và tăng bass lên một cách tiếng của nó vô cùng là mềm dẻo anh em nhé, không hề bị ồn. Đấy. Chiếc Pre này thì em có giới thiệu với các bác và anh em khá là nhiều rồi. Hôm nay chủ yếu là giới thiệu với anh em một cái giải pháp để hỗ trợ
Một số bác mà sử dụng TV đời cũ mà không có cổng cáp quang, muốn cái chất lượng âm thanh của nó được tốt hơn, ngoài việc các bác anh em nâng cấp những cái dây 3.5 bằng cái dây gọi là đạt tiêu chuẩn, thì anh em còn một cái giải pháp nữa là anh em sử dụng những chiếc bộ tiền khuếch đại đèn như này, đem đến một cái chất lượng âm thanh rất là hay. Bộ này có mã là JT507D của hãng Zenith đến từ Singapore, Made in Singapore, giá 1.350.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc, bảo hành 12 tháng. Không chỉ kết nối có dây AV vào còn có đường Bluetooth, vô cùng là tiện lợi các bác và anh em nhé. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.